Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các trở lại với kênh YouTube của Chuyên Mobile, kênh một cụ ra xe. Hôm nay ngày 4 tháng 12 2020. Mình lại lên sóng giới thiệu cho anh em một sản phẩm mà mình có trong lần này. Ngày hôm nay thì mình có một sản phẩm như sau, đó là Samsung Note 9 nhá. Note 9 bản 2 SIM màu đồng này. A70, A50, 6S Plus, rồi là S7S, A20, rồi là máy tính bảng Amazon Fire 8, Fort 8. Con này thì hỗ trợ wifi thôi, màn lớn, pin thì cực kỳ khủng anh em nhé. Máy hỗ trợ cả thể nhớ ngoài nữa, loa nghe rất to. Máy thì nó có một cái thì lại tất tiếng Anh, nhưng mà bán rẻ thôi cho anh em về anh em dùng. Tiếng Anh hay không tiếng Anh thì mình chỉ cần nhìn cái biểu tượng CH Play, mới cả mình tải ứng dụng và mình dùng chủ yếu mấy cái ứng dụng đọc báo linh tinh thôi thì mình không cần cho lắm. Bởi vì nó cũng chỉ là một cái máy để mình nghe nhạc thôi đúng không? Ok, thì tí nữa mình sẽ nói chi tiết hơn về chiếc máy tính bảng này nhá. 950 thôi, rất là mới, nguyên zin. Rồi là G7 Prime nhá. Giờ Prime này có một chiếc màu gold này, Oppo F1S này, rồi là Samsung G4, hay là iPhone 5S và tới G2 Prime. Ok, thì mình vừa nói qua được cái máy mà mình có trong lần này. Mình nói qua hình thức dịch, mình có dịch toàn quốc cho mọi người ở xa, giao hàng, kiểm tra hàng, chi thanh toán, ship hàng tận nhà mọi người nhé. Mọi người đặt hàng thì alo cho mình qua số điện thoại là 035 879 029, Zalo 0979 622 991 để đặt hàng mọi người nhé. Địa chỉ hàng mình thì nằm tại số nhà 133 Lương Thế Vinh, Xuân Hà Nội. Anh em nào gần thì có thể qua giao lưu trực tiếp nhé. Còn đường link Facebook và thông tin cá nhân thì mình để phần mô tả video. Anh em nào cần thì kéo xuống đó tìm, hoặc là nghe mình đọc này thì cũng có thể liên hệ trực tiếp rồi mọi người nhé. Vừa rồi thì cái Zalo của mình thì không biết thế nào, nó tự nhiên nó đổi, nó chặn thông tin mọi người, không thể tìm được. Nên là mọi người giờ có thể tìm lại được rồi mọi người nhé. Cảm ơn mọi người. Giờ thì mình sẽ nói chi tiết hơn những chiếc điện thoại mà mình có trong lần này nhé. Đầu tiên là chiếc Note 9 màu đồng anh em này. Note 9 màu đồng con này hình thức thì đẹp gần như là leng keng luôn, viền đẹp anh em nhé, không xước sát gì cả. Đấy, bút viết đầy đủ hết anh em nhé. Bút S Pen này. Đó. Note 9 này, màu đồng anh em nhé. 9 màu đồng. Con này là bản 2 SIM 2 sóng rồi. Hình thức mặt trước mặt sau đều đẹp. Màn hình được thiết kế là màn hình OLED 2K cộng mọi người nhé. Màn hình OLED. Nói chung là nhiều người không biết gì, bảo là nói OLED là tưởng là màn của iPhone, nhưng mà chính màn iPhone là màn do Samsung sản xuất mọi người nhé. Nên biết được một điều là như vậy. Cam trước cam sau của Note 9 thì cực kỳ ok nhé. Anh em nào mua làm vlog hoặc là chơi game thì cực kỳ ok, đẹp sắc nét nhé. Note 9 màn hình rất là đẹp này. Cấu hình RAM 6, nhớ 128GB. Máy có hỗ trợ bảo mật vân tay, camera kép này và bảo mật mắt mọi người nhé, chống nước đầy đủ luôn. Note 9 này mình đang bán là 6 triệu tròn anh em nhé. Bảo hành 3 tháng, tặng bộ sạc cáp zin và tai AKG. Em nào yêu thích thì có thể alo cho mình để đặt hàng qua số điện thoại là 0358479029, Zalo 0979622994 anh em nhé. Đó, Note 9 rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một chiếc A70. A70 máy màu xanh đen anh em nhé. Máy này là bản công ty 2 SIM. Camera sau là bộ 3 mắt này, viền cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Con này thì đẹp khoảng 99%. Bởi vì sao? Bởi vì là người trước vẫn đang còn giữ lại cái ly lông của nó này. Máy A70 thì màn hình Super AMOLED, màn hình lớn, pin cũng cực kỳ cao, RAM 6, bộ nhớ 128 mọi người nhé. A70 cắm trước cắm sau ok. Máy vân tay ở trên màn hình cực kỳ là hiện đại mọi người nhé. Samsung A70 bản công ty 2 SIM 2 sóng. A70 này thì anh em nào đã tìm hiểu về nó rồi thì biết nhá. Pin cũng ok, cấu hình cũng khá là ok, chơi game được. Con này mình bán là 3.900.000 đồng nhá. Ngày hôm nay thì bớt còn 3.850, bảo hành 3 tháng, tặng bộ sạc cáp zin này. Tiếp đến là một chiếc A50 nhá. A50 thì màu trắng sữa. Hình thức thì cũng rất là đẹp luôn, đẹp gần như là keng đét luôn. Camera sau này, bộ 3 mắt này, viền cực kỳ ok luôn. A50 này có hình RAM 4, bộ nhớ 64, bản công ty 2 SIM 2 sóng, nó nhỏ hơn A70, nhưng nó cũng có cả biến vân tay ở trên màn hình mọi người nhá. Cắm trước cắm sau nét này. Nói chung là ok hết, ngon lành cành đào nhá. A50 2 SIM 2 sóng mình đang bán là 2.990.000 nhá. Bảo hành 3 tháng và tặng bộ sạc cáp zin. Tiếp theo là tới 6S Plus. 6S Plus ngày hôm nay có một chiếc máy màu vàng em nhá. Màu vàng này. Hình thức thì ở viền thì nó hơi hơi cứng một chút này. Còn đâu là tổng thể là ok hết này.
tổng thể là đẹp anh em nhé, 6S Plus. Con này thì là máy 16GB, cam trước cam sau này. Nói chung là iPhone thì cam của nó vẫn rất là thật nhé, vẫn rất là thật và đẹp. 6S Plus đây, 16GB, vân tay đầy đủ anh em nhé, bản quốc tế. Đó, vân tay đủ anh em nhé, 6S Plus 16GB, vân tay đầy đủ, máy nguyên zin, mình đang bán là 2,6 triệu nhá, bảo hành 3 tháng, tổng bộ sạc cáp cho anh em này. Anh em nào yêu thích 6S Plus thì cứ alo cho mình qua số thoại là 035 879 029, Zalo 0979 622 994 anh em nhé. Tiếp theo là một chiếc S7S, con này bản Mỹ anh em nhé, bản Mỹ một sim, màu gold này, máy đẹp keng xà beng luôn anh em nhá. Đó, màu gold này, nét căng nhá. S7S này thì được hỗ trợ tính năng là sạc nhanh, cho nên là sạc chỉ hơn một tiếng thôi là nó đã đầy rồi mọi người nhé. Nổi bật là có cái màn OLED này, OLED 2K cong hai bên sườn, rất là mới mẻ và có một gì đấy đẳng cấp luôn anh em nhé. Màn hình đẹp này, đặc biệt là màn hình đẹp không ngắm mố gì anh em nhé. Màn hình đẹp nét căng này, đó, kính kiếc vân tay em biết này, không chảy chụa gì anh em nhé. Con này có hỗ trợ vân tay ở trên này. Máy cấu hình thì RAM 4 bộ nhớ 32GB, cam trước cam sau của S7S thì mình vẫn thấy cực kỳ là ưng ý nhé. Sau bao nhiêu năm nhưng mà S7S vẫn là một chiếc máy nó cũng là xứng tầm cái mà flagship của những năm vừa qua. S7S này màu gold mình đang bán là 2,6 triệu nhá, bảo hành 3 tháng này, tặng bộ sạc cáp zin hỗ trợ sạc nhanh cho anh em nhá. Sạc mình tặng thì sạc zin 100% anh em nhá, anh em yên tâm. Tiếp đến là Samsung A20. A20 hôm nay thì có một chiếc màu xanh này. Máy thì cũng đẹp leng keng xà beng luôn. Camera sau là camera kép này, vân tay đằng sau lưng. Máy bản công ty chính hãng luôn anh em nhé, chứ không phải là mình không bán là máy fake đâu anh em nhé. Anh em thì có thể nhận hàng kiểm tra hàng vô tư mà. A20 đây, màn hình cực kỳ rộng Super AMOLED này, RAM 3 bộ nhớ 32GB anh em nhé, hai sim hai sóng, con này màu xanh. Mình đang bán với giá là 2,050 triệu, hôm nay còn 2 triệu nhé. Máy có cầu sạc Type-C, sạc nhanh, rất là ok. A20 bán 2 triệu tròn, anh em nào ưng ý thì có thể alo cho mình nhé. Tiếp theo là một chiếc máy tính bảng Amazon, con này máy là máy Mỹ anh em nhé. Amazon thì thường là nói chung là nó đến khu rừng rộng, mà Amazon thì mọi người chắc là cũng để đoán sơ qua. Nói chung là nó tất tiếng Anh, nhưng mà đây file HD8 anh em nhé, có nghĩa là thế hệ thứ 8. Nó có những cái biểu tượng này thì mọi người rất là dễ dàng nhé. Đây mọi người có thể vào đây này, tìm nhé, Trung Anh Mobile. Trung Anh Mobile. Đây, người tìm kênh Trung Anh Mobile của mình ra và bấm subscribe cho mình nhé. Chút nữa thì mình sẽ cài cái giao diện của YouTube bằng tiếng Việt nhé anh em nhé. Đó, để mình thử loa nhé. Để mình tìm cái giao diện này luôn. Tinh tâm này, mình sẽ tìm một chiếc nào nó có sẵn YouTube. Mình chút nhá, mình sẽ cài tiếng Việt trên YouTube con này. YouTube này thì nó đọc được là bản tiếng Anh thì nó sẽ hỗ trợ tiếng Anh mọi người nhé. Ok, nói chung là không có gì cả, mình gõ được nhạc không lời, nó đã cài bộ gõ tiếng Việt đầy đủ hết rồi anh em nhé. Nhạc không lời đây, mình gõ được tiếng Việt luôn. Trời
chung là nó chạy hệ điều hành Android mọi người nhé. Đó, bật full màn hình luôn anh em nhé. Đấy, máy tính bảng con này thì bắt được wifi rồi anh em nhé, 950.000 nhá, bảo hành 3 tháng tặng bộ sạc cáp cho anh em này, bao pin ok hết rồi anh em nhé. Con này thì RAM 2 bộ nhớ 16 đó, con Amarone này anh em nhé. Anh nào yêu thích mà biết hiểu biết về con này thì mua nhé, Amarone 950.000 đồng máy tính bảng. Rồi tiếp theo là đến Realme Prime. Realme Prime hôm nay có một chiếc nhá, bản công ty 2 sim này, RAM 3 bộ nhớ 32GB, máy đẹp anh em nhé. Realme Prime bản công ty nhá, con này có hỗ trợ vân tay, pin 3600 cực kỳ ok nhá. Realme Prime mình đang bán là 1.500.000 này, bảo hành 3 tháng tặng một sạc cáp zin cho anh em nhá. Tiếp theo là một chiếc Oppo F1s nhá, F1s con này RAM 4 bộ nhớ 64, bản này bản RAM 4 bộ nhớ 64 anh em nhá. Vỏ thì hơi sức sát một tẹo, M1V anh em nhé. À, M1S RAM 4 bộ 64 này, có hỗ trợ vân tay đầy đủ anh em nhé, cắm trước cắm sau nét này. F1S con này 2 sim 26 mình đang bán là 1.300.000 nhé, vỏ hơi sức sát một tẹo. Đây là yêu thích Oppo F1S 1.300.000 thì alo này. Tiếp đến là Z400 con này máy màu vàng em nhé, RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình AMOLED anh em nhé. Này con này đẹp keng như mới luôn nhé, máy công ty anh em nhé, nguyên zin hết này. Đây Z400 đẹp lăng căng như mới luôn. Con này gần hầu như là người ta để quên, người ta không dùng nhé. Con này mình lâu lại được của khách, mình bán là 1.300.000 thôi. Samsung Z400, con này màn AMOLED anh em nhé, máy màn hình cực kỳ to. Đó, cắm trước cắm sau ok này. Z400, Samsung Z400 mình đang bán là 1.300.000 nhé. Anh em nào yêu thích thì alo cho mình qua số điện thoại là 0358479029, Zalo 0979622994 nhé. Tiếp đến là một chiếc iPhone 5S này, máy 16GB anh em nhé, 16GB. Con này thì máy nguyên zin luôn, nguyên zin màn zin anh em nhé, cắm trước cắm sau này, nét. Nói chung là 5S giờ còn ngon như này thì rất là hiếm, mọi người mua để làm chiếc máy phụ hoặc là để làm gì thì làm. Nói chung là 5S này mình bán 950.000 nhé, đầy đủ vân tay đầy đủ luôn, 16GB, 950.000 đồng. Cuối cùng thì là một chiếc Samsung Galaxy Prime, RAM 2 bộ nhớ 16 anh em nhé. Hình thức thì nói chung là cũng còn ok, sức phải nhẹ, mình đang bán là 800.000 đồng Galaxy Prime. Em nào yêu thích thì alo nhé. Chiếc xe Prime cũng là chiếc cuối cùng ở lô này rồi. Anh em nào yêu thích thì có thể alo cho mình sớm nhất để hàng anh em nhé. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua. Em đừng quên bấm đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm thích video và ủng hộ mình nhiều hơn nữa anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.